À, còn hôm nay á thì đặc biệt có rất là nhiều bạn message vô hỏi là cách bảo quản tiền đô như thế nào, là tại vì á, cái thời tiết ở bên Việt Nam nó khác với lại thời tiết ở nước ngoài, thì không biết là giữ cái tiền đô nó có bị mốc hay không, nó có bị cũ hay là nó có bị cái gì hay không. Thì cái này thật sự á, là hồi nào giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới, là tại vì á, tiền nếu mà tiền mà mới tiền đô á, thì tiền thiệt không bao giờ mà nó có cái tình trạng mà bị mốc hay là cái gì hết. Nhưng mà tại vì có nhiều anh chị em hỏi quá thì mình cũng hỏi vòng vòng mọi người ở ngoài, thì mọi người ở ngoài có ra cái ý kiến như thế này: tiền đô nếu mà tiền thiệt thật sự thì không có cần phải lo là bị mốc hay là phải bảo quản như thế nào cho tốt, mình chỉ cần giữ cái đồng tiền nó thẳng mà không có là sẽ không bị mất giá trị. Thì cái đồng tiền ở bên Việt Nam, mình á, là chuyên môn là xài những cái đồng tiền 100, những cái giấy lớn phải không. Thì một người bạn đã chuyển như thế này cũng dễ lắm, là dùng cái Ziploc bag, ok, cái Ziploc bag thôi, bỏ tiền vô rồi xếp zip nó lại, rồi xếp nó lại, rồi để là bảo quản được suốt đời, không có bị hư, không có bị gì hết. Thành ra mọi người hãy đừng có lo là mà mua tiền đô nhiều rồi để giữ lâu rồi nó có bị hư hay không. Thì người bạn cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, thì cái này là do người bạn chỉ chứ mình cũng không có rành cái này, thì chỉ là như vậy ha. Mọi người thử đi nha, là tại vì không có biết là nó tốt như thế nào, nhưng mà thường thường thì hồi nào giờ cũng chưa có nghe dù là phải bảo quản tiền đô như thế nào, nhưng mà tiền đô thì lúc nào nó cũng rất là tốt, không bao giờ dù là mình bỏ vô cái máy giặt mình giặt đi rồi mình sấy khô nó đi mình vẫn xài được bình thường, nó cũng không có rách. Nó chỉ nếu mà cái đồng tiền mà nó xài mấy chục năm sau á thì nó mới bị bay màu chút xíu thôi, chứ nó cũng không có bị cái gì hết. Thành ra nếu mà các bạn lo lắng là bảo quản tiền đô như thế nào ở bên nước Việt Nam, là tại vì thời tiết nó khác với lại cất như thế nào, thì đó là cái cách đơn giản nhất mà người bạn đã chỉ qua nha. Chỉ là như vậy thôi, bỏ vô Ziploc bag ha, rồi chỉ có như vậy. Sáng hôm nay thì có rất là nhiều anh chị em hỏi vô là bữa nay có tiếp tục mua đô vô hay không, thì mình vẫn nên khuyên là chúng ta không bán vàng của chúng ta ra, mà phải mua vàng 4 số 9, là vàng 24 carat, là những cái vàng đó là những cái vàng tốt. Thì mình đã hỏi người bạn á, nhiều người bạn hỏi vô là bữa nay đô có tiếp tục lên hay không, thì để coi chút xíu nha. À, đợi mình chút xíu. Tiền đô vẫn tiếp tục lên nha. Bởi hiện nay sáng hôm nay là đã lên tới 0.75% nữa. Thì các bạn nếu mà có tiền Việt Nam chỉ dùng tiền Việt Nam mua tiền ngoại tệ và mua vàng, không không bán vàng của mình ra mà không bán tiền đô ra, mặc không cần biết là nó xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẫn giữ tiền ngoại tệ với lại vẫn vàng, giữ vàng của mình nha. Làm sao phân biệt tiền US giả thật hả? Ok, để mình đã chỉ hai lần rồi, nhưng mà để xong cái này đi, mình chỉ lại một lần nữa với cái dễ nhất nha. Đợi mình chút xíu. Thì đây là cái index chart của US. Chắc không thấy rồi, nó sáng quá không thấy rồi. Là đô vẫn lên, nhưng mà hiện tại bây giờ á, là thời điểm mua đô rất là tốt, là tại vì trong nước, nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam Việt Cộng á, là nó đang ém cái giá tiền đô xuống để cho người ta bán, người dân của mình bán vàng thật của mình ra đặng mà đi mua tiền đô, sau đó nó sẽ ém tiền đô để cho mình bán tiền đô ra lại mua vàng trở lại. Thành ra nó ra những cái chiêu trò rất là gian manh lắm, thành ra người dân chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái này, đừng có mà thấy lời một chút xíu hay là lỗ một chút xíu là panic, là sợ sợ là mình sẽ bị mất của hay cái gì hết. Mất 1-2 ngàn tiền Việt Nam không có là bao nhiêu hết trơn, nhưng mà mất một cái tài sản lớn của mình đó, mà lấy về những cái đồng tiền không có giá trị, cái đó nó mới là sự đáng nói nha. Thành ra tiền Việt Nam không có giá trị, thành ra nếu mà chúng ta xài mỗi ngày thì xài tiền Việt Nam, nhưng mà nếu mà dư được thì nên mua vàng và ngoại tệ, đừng mua vàng SJC. Mình nhắc lại là vàng quốc doanh SJC không mua, chỉ mua những cái, nếu mà vàng 4 số 9 đó, ở những cái tiệm vàng họ làm ra những cái nhẫn nhỏ, thì chúng ta tiếp tục mua những cái phân vàng nhỏ đó thì nó vẫn bảo đảm hơn, mặc dù chúng ta sau này có bị túng thiếu cái gì đó, chỉ bán ra những cái phần nhỏ trước chứ không phải là bán luôn một cả ounce vàng ha. Vàng ở trên thế giới vẫn tiếp tục lên nha. Một cái ounce hồi tối ngày qua coi là một ounce vàng thì nó lên là 10 đồng một ounce nha. Thì đó là cái gì
tiền và vàng đô hôm nay nè, tại vì hôm sáng hôm nay tự nhiên thức dậy là có bao nhiêu message hỏi vô là chị ơi hôm nay tiền đô có lên hay không, em muốn mua nhưng mà mua như thế nào, là nó có lên nữa hay không hay tiếp tục mua. Chỉ dùng tiền Việt Nam VND, chỉ dùng tiền Việt Nam mua vàng thôi nha. Còn có một người bạn mới nói là chỉ là tiền thật hay giả hả? Ok, rất là dễ. Đây là đồng tiền ha, mình chỉ dùng cái tay của mình á, đụng vô những cái áo của những cái ông tổng thống á, mình rờ, nếu mà nó nhám á, bị là nó những cái sợi chỉ mà trong cái áo của mấy ông hay là những cái tờ tiền á, mình rờ mà nó có sự nhám thì đó là tiền thiệt ha. Rồi nghe nè, tiền thiệt lúc nào nó cũng có nghe được hết á. Còn nếu mà rờ mà không có cái nhám có nghĩa là tiền giả. Nhưng mà nếu mà bạn nào mua được đồng tiền giả nào, nhất là những cái tờ tiền lớn như thế này mà giả trong những cái tiệm vàng hay những cái chỗ nào ở bên Việt Nam, thì hãy chụp lại cái hình đó với lại quay video lại và la ra những cái tên đó đi. Mình sẽ viết một lá thư báo cáo lên là tiền đô giả là phạm pháp. Mình sẽ viết một lá thư gửi đi để báo cáo cho FBI vô nhập cuộc ha. Nếu mà ai mua nhầm được tiền giả, nhất là tiền đô, thì phải chụp hình quay phim lại chỗ đó coi tại sao tiền giả từ ở đâu ra, thì để cho người ta điều tra ra. Bởi vì không thể nào mà tiền đô giả tràn lan khắp thế giới như vậy, dễ dàng như vậy được. Bởi vì nó rất là cái này là phạm tội đó. Nhớ nha. Rồi lên cái này nè, cái áo á, nếu mà có cái độ nhám mà kêu á thì đó là tiền thiệt. Bữa nay là mình nói về cái đề tài khác nha. Là tại vì có ba người bạn trẻ đã nhắn tin vô là nói là mình phải nên báo cho mọi người biết để cảnh báo là tai nạn bắt cóc trẻ em ở bên Việt Nam hiện tại là rất là phổ biến. Đó là có nghĩa là nhiều em trẻ bị bắt cóc, có nghĩa là tuổi từ 3-4 tuổi. Thì ngày hôm qua ba người bạn trẻ, nếu mà mình nghĩ là ba người bạn trẻ đang theo dõi Facebook của mình đó, thì xin các ba người bạn trẻ đã cứu giúp một em trẻ, một em bé ngày hôm qua đã được cứu thoát nhờ ba người bạn trẻ này đã ra tay trận kịp thời để mà cứu được một em bé gái ở tại quận Bình Thạnh. Tại ngay quận Bình Thạnh thì khi mà cái sự việc này xảy ra, đó là lúc ba em tình cờ đi ngang qua và đã ngồi ăn uống chỗ đó và phát hiện ra là cái sự cuộc bắt cóc này thì ba em đã chặn lại. Thì xin mọi người, nếu mà mọi người đang theo dõi Facebook của mình thì hãy cho những trái tim ra đặng và cảm ơn ba người bạn trẻ này. Mình không có muốn nêu tên ra là tại vì để bảo vệ cái ba người bạn này nữa, là tại vì nếu mà mình nói ra thì ba người bạn này có thể bị trả thù hay cái gì đó. Thì mình chỉ nói là cảm ơn tới ba người bạn trẻ. Thì ba người bạn đã nhắn vô như thế này: chị ơi, hôm nay em có cái tin tức muốn báo cho chị biết là về vụ bắt cóc trẻ em bằng kẹo hoặc bánh. Tụi tàu nó tẩm loại thuốc thôi miên bằng bột, mục đích tụi nó là lấy nội tạng và diệt tận gốc người Việt Nam. Loại thuốc này được nhập từ Campuchia, nó có loại thuốc nó là loại thuốc gây ảo giác, nó sẽ làm tinh thần không tự chủ được và người bị trúng loại thuốc độc này sẽ rất nghe lời đối phương, giống như thôi miên vậy đó chị. Loại thuốc này gọi là hơi thở của quỷ. Nhưng mà khi mà em nói cái loại thuốc đó thì em đã chụp hình cái chai thuốc, thì cái chai thuốc nó nhìn như thế này, nó có cái tên là scopolamine. Thì những anh chị nào á làm về ngành pharmacist á, thì hãy comment vô giải thích cho những người bạn ở trong nước là cái loại thuốc này nó nguy hại như thế nào nha. Nếu mà mình tẩm vô bánh kẹo hoặc là cái gì đó cho một người, cho những cái em trẻ bình thường ăn vô, nó sẽ nguy hại như thế nào. Thì ngày hôm qua mình đã cầm cái chai thuốc này, cái hình này, mình đi vô trong cái cửa hàng pharmacist, là cửa hàng bán thuốc của bên Mỹ á. Thì mình đã hỏi người pharmacist rồi, họ nói là cái chai thuốc này nó là anti-nauseous, là có nghĩa là nếu mà mình bị chóng mặt, bị cảm giác ói mửa thì mình chỉ uống cho một chút xíu thôi là nó sẽ cầm được cái sự chóng mặt của mình, cái sự mà mệt mỏi của mình. Nhưng mà cái thuốc này đặc biệt, chỉ có bác sĩ ghi to ra là phải có discretion thì mới bán được ra ngoài, còn không lòng mình không có thể nào tự nhiên đi mua được cái thuốc này ở nước ngoài. Mà trong khi đó em nói là ở bên nước Việt Nam bán tất cả trong những cái nhà thuốc Tây ở bên Việt Nam là bán tràn lan ở bên Việt Nam hết. Thì cái vụ bắt cóc ngày hôm qua là xảy ra tại quận Bình Thạnh, thì ba em này đã chặn lại được. Và một em biết nói được tiếng
tiếng Quan Thoại là tiếng Quảng Đông á, thì em đã hiểu được là tụi nó giao dịch như thế nào để mà sai những cái người mà nghiện ngập ở bên nước Việt Nam mình á, là những cái trai tráng mà nghiện ngập á đi bắt cóc trẻ em, mà bắt bằng cách nào thì em đã nghe được. Thì tụi nó nói như vậy, là tụi em đó, em đã biết được là tụi nó dùng cái thuốc đó tẩm vô những cái viên kẹo, những cái bánh, rồi cho những cái em bé nhỏ ăn, rồi sau đó mà mới bắt được những cái em đó. Nó mướn những thằng nghiện ngập đặt đá để làm mấy chuyện bắt cóc, mỗi lần nó mướn như vậy là sẽ trả từ 1 triệu tới 2 triệu cho mấy thằng ngu này chị ạ. Sáng nay em và bạn đi ăn cùng ha, đi ăn thì đã phát hiện ra cái này, thì em kể như thế này. Em thấy thằng Tàu nó đưa cho hai tên kia một bịch kẹo nút. Em hơi nghi ngờ nên giả bộ đứng lên đi vệ sinh. Xong em liền gọi cho hai người bạn và em rủ họ theo sát để bảo vệ, người em đó đó, để theo chân hai tên đó. Thì bạn em phát hiện tụi nó đang dụ một bé gái. Tụi nó cho bé đó cây kẹo ăn rồi thì nói gì bên tai đứa bé. Thì khoảng chừng một phút sau, đứa bé đó không những mất hồn, nó đi một đoạn đường rất vắng. Thì hai tên kia bám theo sau, đi tới đoạn đường vắng thì hai tụi nó ra tay. Lúc đó hai đứa bạn của em mới chạy chặn đầu xe hai thằng đó rồi nói: sao hai anh chở em gái tôi đi đâu vậy? Thì nó sợ, mới nói là thấy đứa bé đứng đây một mình nên định trở về đồn công an để báo đứa bé đi lạc. Thấy nó thấy bạn em làm dữ quá, nó sợ lật đật đưa đứa bé xuống. Thì hai đứa bạn em chở đứa bé đó về lại khu đó rồi đòi hỏi mấy người sống gần đó có biết nhà của đứa bé hay không. Thì có người, một chị nói chỉ là nhà của đứa bé, thì tụi bạn em đưa nó về nhà và không còn, đứa bé đó không còn nhớ ai là ai nữa. Khi bạn em đưa nó về nhà thì ông ngoại nó hỏi, thì đứa bé rất là ngơ ngác, không có hiểu ông ngoại hỏi cái gì hoặc là nhớ cái gì hết trong khoảng thời gian đó. Tụi nó dùng những cái viên kẹo mà tắm tẩm những cái thuốc đó để bắt cóc những đứa bé đó. Thì em, những cái em này á, những cái người bạn trẻ này trong nước á, đã nói mình là lên, hãy lên nói với mọi người biết là hãy cẩn thận, hãy các cha mẹ Việt Nam, mặc dù con của mình đã là 3-4 tuổi đã chạy ra ngoài đường chơi được, thì đừng có nghĩ là con của mình lớn thì được là bảo đảm là cái sự an toàn của con mình. Trung Cộng nó tràn lan khắp mọi nơi, mà có nhiều trường hợp đã xảy ra là những đứa bé bị bắt cóc, mổ nội tạng hoặc là bị đi học rồi nó giả dạng, nó vô trường học nó bắt con của mình. Thì xin mọi người hãy chú ý tới con của mình nhiều hơn và dặn con của mình là đừng có nói chuyện với người xa lạ hoặc là không nhận bất cứ cái viên kẹo hay miếng bánh nào của những người nào mà các em không biết. Dù bất cứ cái người đó là hàng xóm gần hay là bất cứ cái gì, cho bất cứ cái gì phải chạy về nhà hỏi cha mẹ trước mới được nhận. Phải nói với con mình thiệt là nhiều, và không phải là nói một lần thì con mình nó sẽ nhớ đâu, phải nói mỗi ngày, nói nhiều lần lên thì con mình nó mới nhập vô được. Thì xin mọi người hãy chú ý tới con của mình nhiều hơn nha. Bởi vì á, em gái này á, lúc mà nhắn qua tin cho mình á, em rất là lo là không biết cái đứa bé này á là bây giờ tính mạng như thế nào. Những người nào mà ngày hôm qua nhận hàng xóm kế bên hay là gia đình của em á, nếu mà có theo dõi Facebook của mình á, thì hãy lên comment báo là đứa bé nó như thế nào, là tại vì em rất là lo lắng, không biết là hiện tại bây giờ cái sức khỏe hay tình trạng của cái em bé ngày hôm qua mà mấy bạn trẻ cứu lại được á nó như thế nào hay không. Thì hãy lên comment và nói cho mấy bạn trẻ biết là chuyện của mấy em làm rất là có ý nghĩa, thành ra mấy em cũng muốn biết được kết quả những cái em mà cái em bé mà tụi em kiếm được, giúp lại được, cứu lại được á, là tình trạng như thế nào. Hãy comment vô là để cho mấy bạn có tinh thần hơn để mà tiếp tục làm công chuyện của mình. Bây giờ á, em hỏi là mình có cách nào, là tìm được cách nào, hay là hỏi coi những cái người mà chuyên về ngành thuốc á, có cách nào để mà giải cái thuốc này nếu mà người bị trúng độc hay không. Thì ngày hôm qua mình cũng cầm cái chai thuốc đó vô trong cái pharmacist để hỏi, thì cái người pharmacist nói vậy nè, là cái thuốc này á, nếu mà bình thường uống á mà mình không có bị cái gì thì sẽ bị gây ra chóng mặt, với lại không, đầu óc của mình không có tỉnh táo trong khoảng thời gian nào đó, nhưng mà cái lượng thuốc mà quá nhiều thì sẽ gây ra nguy hại rất là mạnh. Thành ra, nhưng mà bây giờ cái tụi bắt cóc này, cái tụi mà Trung Cộng nó vô nó mướn những cái người mà đập đá nghiện ngập ở Việt Nam mình á để đi bắt cóc như vậy á, thì họ dùng cái lượng thuốc bao nhiêu thì hoàn toàn mình không có biết, nhưng mà cho những em trẻ uống như vậy á, xài như vậy á, thì rất là nguy hại tới tính mạng của mấy em. Thành nhưng mà người pharmacist đã dặn mình là nếu mà đã lỡ đụng vô á thì phải uống nước thiệt là nhiều vô để mà giống như là xả ra những cái chất độc đó, rồi ngủ một giấc,
Rồi thì coi như thế nào, nhưng mà thường thì phải đưa tới bác sĩ để bác sĩ khám thì nó bảo đảm hơn. Em gái này sẽ thấy những cái tình trạng này rất là nhiều ở bên Việt Nam rồi, thì bây giờ em rất là ba người bạn, có nghĩa là ba người bạn chung với nhau, là một người em trai và hai người em gái, sẽ tiếp tục đi mọi cái giờ giấc mà mấy em có được, không còn đi chơi nữa, mà mấy em phải lang thang những cái thành phố nào, những cái khu vực nào có nhiều người chung cộng ra vô, thì để mấy em coi coi tụi nó xảy như dở cái trò gì tiếp tục mới để mà hại dân của mình nữa. Thì xin mọi người hãy tiếp tục làm những công chuyện tốt đẹp như thế này để ủng hộ mấy em, bởi vì một hai người không thể nào mà làm hết được mọi chuyện, thành ra chúng ta phải cùng nhau ủng hộ và làm rất là thật là nhiều chung những cái nhóm nhóm nhỏ nhỏ như vậy á, để mà chung tay lại đang giúp cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay, bởi vì chúng ta ngày hôm nay á tụi Trung Quốc nó tràn lan mà nó hại người dân của mình quá nhiều rồi. Thì đó là về vụ bắt cóc. Thì ai mà gia đình em trẻ ngày hôm qua, nếu mà đã biết được cái sức khỏe của em như thế nào, hãy comment vô Facebook của mình. Nếu mà biết được cái Facebook của mình thì phải comment vô để cho mình báo cho những cái em mà đã cứu em trẻ ngày hôm qua lại nha. Xin cảm ơn.